Khi mua quần áo, nhiều người thường có thói quen thử trước quần áo xem có vừa với cơ thể hay không. Tuy nhiên, mùa mua sắm cuối năm, phòng thử lúc nào cũng đông nghẹt người và việc thử đồ sẽ tốn khá nhiều thời gian của bạn. Vì vậy, hôm nay Bách Hóa Xanh sẽ mách bạn một số mẹo chọn quần áo vừa khít người mà không cần thử qua. Những mẹo này sẽ rất hữu ích và giúp cho việc mua quần áo của bạn không tốn quá nhiều thời gian cũng như công sức. Cùng tìm hiểu ngay sau đây nha! 1. Đo cặp quần bằng cẳng tay. Nhiều người có hông to thường sẽ gặp khó khăn khi mua quần. Để chọn được chiếc quần vừa vặn với cơ thể, các bạn có thể đo chiều rộng phần cặp quần với chiều dài của cẳng tay. Bạn nắm cẳng tay lại và đưa cẳng tay vào trong cặp quần. Nếu độ dài vừa khít thì chiếc quần đó sẽ vừa với vòng hông và eo của bạn. 2. Xỏ ống quần vào tay. Để kiểm tra chiếc quần bó có thực sự vừa với chân mình hay không, các bạn có thể thử xỏ ống quần vào tay. Nếu bạn dễ dàng xỏ tay qua mà không bị chật chội thì chiếc quần này sẽ vừa với người của bạn. 3. Đo giày với cẳng tay. Muốn biết giày có vừa với chân của mình hay không, các bạn có thể lấy chiếc giày đặt lên cẳng tay. Nếu độ dài tương đương nhau thì đôi giày ấy sẽ vừa với chân của bạn. 4. Cặp áo và ướm thử. Để biết chiếc áo muốn mua có vừa với người của bạn hay không, các bạn chỉ cần gập áo lại và ướm thử lên người. Nếu chiều rộng áo vừa bằng chiều dài từ nách trái sang nách phải thì đó là chiếc áo vừa với bạn. 5. Đo chiều dài của quần với độ dài của tay. Muốn biết quần có đang bị quá dài hay quá ngắn với bạn, các bạn chỉ cần góc quần lại, đặt phần đáy dưới cằm và kéo thẳng chiếc quần. Nếu chiều dài của quần vừa với chiều dài của cánh tay thì đó là chiếc quần phù hợp với chiều cao của bạn. Để chọn quần áo vừa người hơn, các bạn có thể đo kích thước cơ thể và ghi chép lại. Khi cần thì các bạn có thể sử dụng số đo đó để hỏi nhân viên xem với số đo này thì quần áo đó có vừa với mình hay không. Mỗi hiệu quần áo sẽ có quy ước riêng và kích cỡ sản phẩm. Việc của bạn là ghi nhớ size của mình theo những thương hiệu yêu thích để đỡ mất công thử đồ nhiều lần. Bách Hóa Xanh hy vọng những mẹo trên sẽ giúp bạn chọn được những bộ quần áo ưng ý mà không mất quá nhiều thời gian cũng như công sức. Bách Hóa Xanh xin chào và hẹn gặp lại!